Lời pháp vàng ngọc của Tổ sư Ấn Quang. 57 lời khai thị về danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Nhất Nhàn. Khai thị số 14. Những loài thú dữ, rắn độc, châu chấu đều do tâm con người hung ác mà chúng gây tổn thương cho con người. Nếu hướng về chúng nó niệm Phật và dạy hết thảy mọi người ai nấy đều niệm Phật thì chúng nó sẽ tự bỏ đi. Há nào phải là giết chúng mà có thể trừ hại cho dân hay sao? Đây chính là dẫn dắt người khác tạo nghiệp, đời đời kiếp kiếp phải chịu sắc báo. Ông học Phật kiên giết mà thốt ra lời lẽ đáng ghét nhất ấy. Nếu chẳng sám hối, ác sẽ bị trời quở. Ví dụ số 1, nàng châu chấu. Ông Long Tự Tu làm chi huyện một huyện nọ tại Giang Bắc. Dân chúng do bị nàng châu chấu bèn mời quan đi xét nghiệm. Tới một chỗ lấy chân dậm xuống hơi bị lúng chân, hỏi châu chấu ở chỗ nào. Dân chúng thưa nó ở ngay dưới chân. Có chỗ châu chấu đậu dày mấy tấc, rộng mấy dặm, dài mười mấy dặm, vẫn chưa một cánh. Hễ một cánh liền bay lên che rợp cả mặt trời. Ông hết sức kinh hãi, chẳng dám nói một câu nào, bèn lạy trời đất cầu xin cứu mạng cho dân. Chưa đầy 2-3 tiếng đồng hồ, đột nhiên trời nổi sấm mưa to, châu chấu bị mưa diệt sạch. Đây chính là chuyện đại cảm ứng, do không thể làm cách nào bèn cầu trời diệt châu chấu vậy. Nếu ông ra lệnh đốt hay chôn vùi để giết châu chấu thì thứ hỏi có được mạnh mẽ như vậy hay không? Ví dụ số 2, nàng giết ruồi. Một đứa bé gái mua một cái đập ruồi, hễ thấy ruồi bèn đập. Chưa được bao lâu cả nhà đều bị ruồi bò đầy. Bà nội bèn mở toang cửa ra vào cửa sổ, niệm Phật cầu ruồi bỏ đi. Ruồi bèn bỏ đi hết. Do đứa bé gái ấy còn có thiện căn, bởi chuyện ấy bèn dứt sát nghiệp. Nếu không ngày ngày sát sanh, chính mình cũng bị yếu thọ theo. Cũng đừng học theo Tôn Thúc Ngao, thử hỏi ai có được lòng tốt ấy. Không có tấm lòng tốt ấy sẽ tự tạo sát nghiệp, dạy hết thảy mọi người tạo sát nghiệp. Hơn nữa rắn hai đầu là con vật lạ hiếm thấy, cho nên Thúc Ngao giết đi rồi chôn. Mạnh thú, rắn độc, châu chấu không phải là những con vật cứ dứt đi là có thể ngăn ngừa được. Mọi người chỉ nên cùng phát tâm từ thiện, cùng niệm Phật hiệu, ắt chúng sẽ lánh xa. Trong phẩm Phổ Môn đã dạy, nếu ắt thú vây quanh nanh vút nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm bỏ chạy khổng tấm tích. Rắn độc cùng bọ cạp phun độc như khói lửa, do sức niệm Quán Âm nghe tiếng tự rút lui vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 126, thư trả lời cư sĩ Chương Dị Thuyên, lá thư số 3. Khai thị số 15.
phàm làm công đức, vẫn lấy việc tụng niệm Phật hiệu làm trọng. Bất tất phải đổi thành niệm kinh Địa Tạng. Một pháp niệm Phật được ích lợi dễ dàng nhất. Do kinh văn ít nên dễ niệm. Dầu có người cầm dao muốn giết cũng vẫn niệm được. Hễ niệm liền được lợi ích. Ví dụ, Dương Giám Định ở Tô Châu không mình chào tên lính Nhật ở cửa thành, trong tâm niệm tín hiệu Quan Âm. Gã đến ấy không thích được cúi chào, bèn vung đao chém xuống. Đây chính là oan gia đời trước khiến cho ông ta bị toát da đầu. Đao chạm đến da đầu liền trượt ngang, da đầu đã toạc, chảy máu rất nhiều, nhưng xương đỉnh đầu chẳng bị tổn thương mảy may. Nếu lưỡi đao không trượt ngang thì đầu đã thành hai mảnh rồi. Do vậy, biết trong thời thế nguy hiểm nhất, hãy nên lấy niệm Phật làm chánh. Tâm Địa Tạng Bồ Tát cứu khổ khẩn thiết, nhưng so với A Di Đà Phật tiếp dẫn lúc lâm chung khiến được vãng sanh thì lại càng thua xa lắm. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 133, thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Cung. Khai thị số 16. Đặng trong thời thế này, ngoại trừ niệm Phật niệm Quán Âm ra, không có cách tốt lành nào khác. Bất luận già trẻ, trai gái, quy y hay không quy y, đều khuyên niệm Phật niệm Quán Âm. Dù chẳng thể ăn chay hoàn toàn, vẫn nên chú trọng bất ăn mặn, để trong khi nguy hiểm cũng không bị hiểm nguy. Thế giới đại chiến, cả cuối đời không một ai được an vui. Người bị tàn sát cố nhiên là khổ, nhưng kẻ sát nhân hiện tại cũng cực khổ. Đời sau hay đời sau nữa, muốn làm chó, ngựa, trâu, dê cũng chẳng được. Tiếc cho cả cuối đời đều là kẻ si, cùng nhau mãi miết giết người, giết vật. Chẳng tự biết ác nhân đã gieo, ác quả sẽ từ thứ đó đưa tới. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 162, thư trả lời hai cư sĩ Chí Mục và Chí Thanh, lá thư số 2. Khai thị số 17. Thời cuộc hiện tại nguy ngập đến cùng cực, hãy nên khuyên mọi người và trẻ trong nhà cùng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm kế dự phòng. Nếu không, khi tai họa xảy đến, trốn lánh cũng không được, đề phòng cũng không xong, biết làm sao được. Hãy nên đem lời này nói với hết thảy những ai có sự hiểu biết, ngõ hầu những ai nghe đến được gieo thiện căn xuất thế. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 98, thư trả lời cư sĩ Úc Chi Lãng. Khai thị số 18. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ, trai gái đều nên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đạo binh nước lửa, ôn dịch sâu rầy, hạn hán lục lội,
thổ phỉ, cương đầu và các tai họa ngoài ý muốn. Bệnh tật do oán nghiệp, oán gia gặp gỡ, vân vân. Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. Dẫu là do định nghiệp tạo thành, cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn, nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy, chớ nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế đề phòng sẵn. Hơn nữa, pháp niệm Phật đối với chuyện sống lẫn chết của con người đều có lợi ích. Thế gian chỉ biết đến lợi ích của việc chờ niệm khi lâm chung, chẳng biết cái lợi ích khuyên niệm khi sinh nở, đến nỗi rất nhiều mẹ con phải chịu vô lượng khổ, hoặc đến nỗi mất mạng, không cách gì cứu được. Nữ nhân nếu có thể thường niệm thánh hiệu Phật và Quán Âm từ nhỏ, thì về sau chắc chắn chẳng bị nỗi khổ gặp tai biến trong khi sinh nở. Hoặc vừa cấn thai liền niệm, hoặc 3-4 tháng trước khi sanh bèn niệm, hoặc đang sinh nở mới bắt đầu niệm, đều được an nhiên sinh nở. Nếu sanh khó đến cùng cực và sắp mất mạng, chiêu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chắc chắn lập tức được an nhiên sinh nở. Đừng nói lúc ấy lõa lồ bất tình, nếu niệm sợ mất tội lỗi. Phải biết Quán Âm Bồ Tát đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ. Ví như thấy con cái té vào lửa nước hầm xí, gọi cha mẹ để cầu cứu, cha mẹ quyết chẳng vì chúng nó y phục không chỉnh tề, thân thể chẳng sạch sẽ mà bỏ mặc không cứu. Tâm cứu chúng sanh của Bồ Tát sâu xa, thiết tha hơn lòng yêu thương con cái của cha mẹ trong cõi đời, đúng là gấp cả trăm ngàn vạn ức hằng hà sa lần. Do vậy, phụ nữ khi sinh nở có thể niệm rõ ràng danh hiệu của Bồ Tát, chính là diệu pháp tối thượng cực kỳ linh nghiệm hữu hiệu vậy. Chẳng những không có tội lỗi, mà còn khiến cho cả mẹ lẫn con đều được gieo đại thiện căn. Nghĩa này do Đức Phật Thích Ca đã dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là do bất huệ bị đặt. Phàm những ai có niềm thì không một ai chẳng được an nhiên sinh nở. Gần đây người bị sinh khó quá nhiều, một phần là do nghiệp chướng đời trước, một phần là do đời này chẳng biết tiết dục mà ra. Bồ Tát cứu khổ cố nhiên chẳng tính đến người ấy bị nạn do nhân như thế nào, đều bình đẳng cứu giúp. Lúc bình thường niệm Phật, tuy đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm, nhưng lúc ngủ nghỉ chỉ nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Nếu lúc tỉnh giấc áo mũ hay còn chưa chỉnh tề, tay lẫn mặt còn chưa rửa ráy súc miệng, và khi tắm gội tiêu tiểu, và đến những nơi ô uế chẳng sạch, chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng niệm ra tiếng. Trong những lúc những chỗ ấy, công đức niệm thầm giống với công đức niệm lúc bình thường, niệm ra tiếng chẳng hợp nghi thức. Còn lúc sinh nở nhất định phải niệm ra tiếng rõ ràng, cho nên niệm thầm trong tâm, bởi niệm thầm sức cảm ứng nhỏ nhoi,
lại vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra. Nếu niệm thầm trong tâm, do vì bế khí sẽ có thể thành bệnh. Không riêng gì sản phụ phải niệm rõ tiếng, mà những người chăm sóc ở bên cạnh cũng đều phải niệm rõ tiếng. Dẫu cho người nhà ở chỗ khác cũng vẫn có thể niệm cho sản phụ ấy. Nếu pháp này được truyền bá, thế gian sẽ vĩnh viễn không có nỗi khổ vì sanh sản, và nỗi khổ cả mẹ lẫn con đều chết vì sanh nở. Phải biết Phật pháp lợi khắp hết thảy. Phật là cha mẹ đại từ bi, là trời của các vị trời, là bậc thánh của chư thánh. Do tâm đại bồ đề lợi khắp hết thảy chúng sanh nên được viên mãn thành tựu. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Khai thị số 19. Nếu có thể chí thành khẩn thiết trì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì không chỉ được lành bệnh mà thôi. Nếu có thể chí thành đến cùng cực thì còn có thể liễu sanh thoát tử cho đến thành Phật. Kinh Lăng Nghiêm dạy: cầu vợ được vợ, cầu vợ là mong có được vợ hiền thục trí huệ, cầu con được con, cầu trường thọ được trường thọ, cầu tam muội được tam muội, như thế cho đến cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn. Đại niết bàn chính là cực quả rốt ráo được chứng bởi Đức Phật. Nhưng người đời do lòng tin lẫn sự chí thành chi tùng đều chưa thể đạt tới mức cùng cực, nên tùy theo lòng thành của người ấy mà được các thứ lợi ích nhỏ nhoi. Đừng nói là lợi ích chỉ có thế mà thôi. Hãy nên với trong là người thân trong nhà, ngoài là hết thảy mọi người, đều đem những chuyện chính mình chứng nghiệm và những chuyện cảm ứng được thuộc trong bộ Quán Âm Tùng để khuyên bảo. Ngõ hầu ai nấy đều được Bồ Tát từ bi che chở gia bị trong lúc tình thế hoạn nạn này. Đây chính là cách dự phòng mầu nhiệm nhất. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 203, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư số 4. Khai thị số 20. Thế đạo ngày nay chính là thế đạo hoạn nạn. Muốn ở trong cảnh hoạn nạn mà chẳng gặp hoạn nạn, nếu chẳng chí thành khẩn thiết trì niệm thánh hiệu Quán Âm sẽ chẳng thấy được. Huống chi ông làm trưởng ấp, đang trong lúc thổ phỉ binh lính hoành hành, nếu chẳng cậy vào từ oai của Đức Phật, cứ muốn dùng tài trí của chính mình để lo liệu sẽ khó như lên trời, nguy hiểm giữ bước trên băng. Nếu ôm tấm lòng đại từ bi chư bảo ăn lương, lỡ gặp phải những hàng hung ác như vậy thì thế tất nhiên là phải xử trị, nhưng phải giữ tấm lòng xót thương thì sẽ chẳng từ đến nỗi kết oán và gặp họa. Ví dụ, một đệ tử là Tàu Vận Bằng làm huyện trưởng huyện Quảng Đức tỉnh An Huy, do chủ trì án tử hình một người, bè đảng của hắn mưu tính báo cừu. Trong tháng 11, ông ta trở về Thượng Hải. Đến ngày 13 tháng Chạp, 10 gã đến nhà hỏi ông ta có nhà hay không. Vợ ông ta bảo đã đi ra ngoài rồi.
bà vợ và đứa con gái 19 tuổi cũng quy y với Quan. Thấy tình thế ấy, chỉ tâm niệm Quan Âm. Bọn giặc lục soát rừng cháp, tìm được một số tiền 2.000 đồng và hơn 100 đồng tiền hiện thời. Bèn ngồi trong nhà chờ ông ta trở về. Ông ta về đến nhà, thấy 10 gã đều cầm súng, hỏi nguyên do. Chúng nói để báo cừu. Hỏi do chuyện gì? Họ nói báo cừu cho kẻ bị ông ta xử tử hình. Bọn chúng hỏi ông Tàu vì sao phải tử hình. Ông bèn cho biết do cấp trên hạ lệnh tử hình. Ông ta nói đấy là do mệnh lệnh của cấp trên, chứ không phải Tàu mẫu tự giết. Bọn giặc không chịu là đúng. Ông ta hỏi các ông có nhận được mặt Tàu mẫu không? Chúng bảo nhận được. Nói chuyện hồi lâu, bọn giặc nóng ruột bảo mọi người chúng ta hãy đi thôi, ngày mai lại tới, rồi bỏ đi. Tào Vận Bằng cùng bọn giặc trò chuyện hồi lâu, hỏi chúng có nhận được mặt hay không, mà chúng chọn chẳng nhận ra ông, mà cũng chẳng hỏi ông là ai, rồi bỏ đi, hẹn ngày mai lại đến. Bọn giặc bỏ đi rồi, Vận Bằng gọi điện thoại cho ngân hàng bảo đừng trao tiền, sợ bọn giặc lại đến, đưa cả nhà sang Thanh Đảo. Thứ cảm ơn này nhiều đến nỗi không rảnh rang để viết ra. Có thể dốc hết thực lực trì niệm thì quyết định gặp dữ hóa lành. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 237. Thư trả lời cư sĩ Tạ Hội Lâm, lá thư số 14. Khai thị số 21. Năm nay có một cô bé 9 tuổi bị bệnh do oán nghiệp hơn cả năm, thuốc tàu thuốc tây đều chẳng thấy công hiệu gì. Quan dạy cô bé niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, uống nước đại bi và dùng nước đại bi để rửa chỗ đau. Hơn một tuần liền khỏi bệnh. Một bé trai 11 tuổi cũng giống như thế. Làm Phật sự trong thời tai nạn cấp bách lớn lao thì càng gián tiền càng hữu ích. Vì thế mới nói lành bệnh chẳng cần phải dùng nhiều thuốc, đến nỗi phải dùng lừa lật đà đi chợ. Để cứu ngặt mà vẫn cần đến to thuốc, phải tìm các dược liệu ngoài biển cả. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 244. Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, lá thư số 21. Khai thị số 22. Đặng trong lúc đại kiếp đối đầu này, chỉ dựa vào một vị tăng người Ấn Độ, mấy trăm vị hòa thượng tụng Lăng Nghiêm Đại Bi mà có thể cân dứt được đại kiếp hay sao? Sao không phổ cáo cả thành, cả ấp, cả phủ, cả nước, chọn hết thảy mọi người hằng ngày thường chí thành niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để tiêu diệt đại kiếp này? Dùng tấm lòng khẩn thiết chí thành để soạn một bài văn trong sáng rõ ràng, buồn khóc ứa lệ, khẩn khoản bảo ban. Ai nấy đều có tâm, ắt mọi người sẽ cùng nhau phát khởi, xoay vần khuyên bảo lẫn nhau, thì tiếng niệm Quan Âm và niệm Phật sẽ vang dội hư không. Dẫu chẳng thể diệt được đại kiếp thì tai ương
cũng sẽ chẳng đến nỗi quá đáng. Ví dụ, mười mấy năm trước đây, một vị cư sĩ ở Xuyên Trung đề xướng trì chú Lăng Nghiêm để cứu quốc dứt tai họa. Ông ta vì những người chẳng thể niệm chú mà in chú Lăng Nghiêm thành một quyển sách nhỏ, bảo họ đeo trên thân, treo trên đầu cửa, thờ ở trong nhà cũng kém cùng khá bồn. Chẳng biết vậy, hết thầy mọi người niệm Quán Thế Âm sẽ chẳng cần phải tốn tiền, mà hết thảy già trẻ trai gái đều gieo thiện căn không chi lớn bằng. Ông ta gửi chương trình ấy và một quyển chú nhỏ đến Phổ Đà. Lúc ấy đã cần ngày rồi, dẫu viết thư gửi đi ngay vẫn chẳng kịp. Quan chỉ than thở cảm thương mà thôi, chẳng gửi thư cho ông ta nữa. Đấy chính là bỏ chuyện gián tiền ai cũng có thể làm được, để chuyên mong một vị tăng Ấn Độ và hơn 500 vị hòa thượng tiêu trừ đại kiếp này. Không phải là tôi nói vị tăng Ấn Độ và chư vị hòa thượng chẳng thể tiêu trừ đại kiếp được, mà là than thở sao ông nỡ làm cho hết thảy những người đang hứng chịu tai nạn chẳng được gieo thiện căn sâu đậm. Do vậy, người làm chuyện lớn mà chẳng tính đến những điều nhỏ nhặt, rốt cuộc sẽ hết sức bày vẽ phô trương, chẳng hề chú ý đến chuyện thành thật thực hiện rộng khắp. Muốn diệt đại kiếp, sao không chọn lấy một điều đã được đề nghị trong lá thư ấy, khuyên khắp hết thảy những người cùng hàng điều niệm Quán Thế Âm vậy. Ngoài trừ những kẻ chẳng phát tâm ra, dẫu là đứa trẻ lên ba cũng niệm Quán Âm được. Niệm chú Lăng Nghiêm thì trong vạn người chỉ một hai người niệm được mà thôi. Niệm Quán Âm chẳng tốn công mấy may, cũng chẳng phải tốn kém gì. Còn niệm Lăng Nghiêm thì chẳng tốn đến mấy ngàn đồng sẽ chẳng thể xong việc được. Người bề trên của dân làm chuyện gì cũng phải lo toan đến điều này, thì tuy là cùng làm chuyện giống nhau mà lợi ích thực sự lại khác biệt vời vợi. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 245. Thư trả lời cư sĩ Tạ Hội Lâm, lá thư số 22. Khai thị số 23. Hiện nay đang lúc tình thế hoạn nạn, bất luận là ai đều phải thường niệm thánh hiệu A Di Đà Phật và Quán Thế Âm. Dẫu gặp phải những nguy hiểm như nước lửa, đau binh và bệnh tật do oán nghiệp, vân vân, mà nếu có thể chí thành niệm, chắc chắn chẳng đến nỗi nguy hiểm. Hơn nữa, nữ nhân đặng khi sinh nở, hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Quán Âm ra tiếng rõ ràng, sẽ liền ẵn nhiên sinh nở, chắc chắn chẳng bị khổ vì khó sanh. Lúc ấy chớ nên niệm thầm trong tâm: dẫu khó sanh sắp chết, vậy người ấy niệm sẽ tức khắc ẵn nhiên sanh nở. Có thể đem điều này bảo khắp với hết thảy mọi người, chính là cứu sẵn sanh nặng, cứu sẵn tánh mạng, mà con gái, con dâu, vân vân của chính mình cũng đều cũng được Phật Bồ Tát từ bi gia bị. Đừng cho rằng quan chẳng nên thốt ra lời này. Cổ nhân nói sinh tử cùng lớn thay, lâm chung chờ niệm là giúp cho người chết được vãng sanh,
Khi sanh nở niệm Quan Âm chính là giúp cho người sống, cả mẹ lẫn con, được lìa nguy hiểm. Mấy năm gần đây, tôi thường nghe kể nỗi khổ vì khó sanh, lại biết rõ chấp trước sai lầm của người đời. Có người niệm Phật, hễ trong nhà có ai sanh nở, bèn chúng ra ngoài hơn cả tháng mới chưa về. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 269, thư trả lời cư sĩ Phương Diệu Đình, lá thư số 1. Khai thị số 24. Đang nhầm thời mặc pháp, con người căn cơ kiếm hiền, chỉ có một pháp niệm Phật là phù hợp căn cơ nhất. Có nhiều người hễ cầu đạo đều luôn bận tâm về chuyện con người, chẳng thể niệm tụng trọn hết kinh chú, chẳng biết hễ trì vạn đức hồng danh của A Di Đà Phật còn có thể thành Phật, há chẳng thể tiêu tai được ư? Quan Thế Âm Bồ Tát có duyên với thế giới này của chúng ta nhất, cũng nên niệm kèm thêm. Chỉ cần chí thành cung kính, nhất định hệ quốc cảm liền thông. Dẫu cho tu trì lúc bình thường hay do có chuyện bèn cầu đạo, đều cùng phải có chồng chuyện, ai nấy đều có thể niệm được. Tứ Xuyên nhiều lần tổ chức cầu đạo nhưng không có hiệu quả. Nguyên nhân chính yếu đều là vì không phải ai cũng niệm được chú Lăng Nghiêm, khiến cho người ngoài cuộc cảm thấy đáng cười, đáng thương thay. Những kẻ đứng ra tổ chức những pháp hội cầu đạo ấy thuộc hạng ưa ăn nói lớn lối, thích làm chuyện khó khăn. Chính họ làm thì được, nhưng bảo nam nữ chọn tình Tứ Xuyên đều niệm thì lại không thể niệm được. Họ chẳng biết rằng niệm Phật hay niệm Quan Âm, đứa trẻ lên ba cũng có thể niệm được. Sau này ông tổ chức liên xã để cầu đạo, hãy nên lấy niệm Phật niệm Quan Âm làm chánh thì lợi ích lớn lắm. Hơn nữa, cố nhiên nhiều liên xã thì tốt, nhưng nhiều mà chẳng lăng hỗn loạn thì không nên. Đừng chú trọng lôi kéo người gia nhập liên xã cho đông, đến nỗi xen làm chẳng lăng hỗn tạp thì công chẳng cư được lỗi đâu. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 295, thư trả lời cư sĩ Đức Bồi, lá thư số 2.